Bây giờ tôi ngủ tôi mơ tôi trời lấy bà này làm vợ. Ôi anh ơi, chết anh ơi. Sau này tôi lấy những người cao như Thóc Tiên là đẻ con dài hả? Anh nghĩ những người như vậy có nghĩa là nhà Phương không có cửa. Tôi nói rồi, nhà Phương không thích điều này. Mình ôm nhau thống thiết cái cây. Mình ôm nhau thống thiết cái cây. Mình ôm nhau thống thiết. Nhã Phương không thích điều này. Khoan, cho tôi kể câu chuyện. Ô, danh dành à. Okay. Hồi nãy tôi mới kể. Chúng ta không bị lỗi lầm. Cứ ngồi xuống nói chuyện. Hồi nãy tôi kể câu chuyện mà bà Uyên Linh là hồi xưa đó, là lúc mà Uyên Linh mới thi giải nhất xong, là tôi mê cái bài là cảm ơn tình yêu tôi mê, mà tối về tôi ngủ tôi mơ tôi nói trời ơi lấy bà này làm vợ. Oh my god có chuyện đó sao? Em nghĩ rằng là hơi khó, giống như là Nam Trung nói là chắc là phải đoán mò thôi, chứ còn bây giờ mà nghe được có một chữ chả biết không. Có những anh chị ca sĩ lâu năm đến đây á, họ không cần nghe một chữ luôn, họ nhìn, thí dụ như anh Lâm Trường, anh nhận xét qua cái đùi, anh nói ai mà có cái đùi bự đùi to là hát hay, hoặc là có những người nói rằng cái cổ to là hát hay, hoặc là đợt đó có một bạn nữ ca sĩ nào đó nói rằng cái vòng một cái ngực bự thì sẽ hát hay đó. Có những người vậy mà Xuân Lan hát dở Trời ơi thiệt á, không lẽ giờ tôi lặt cái bông mình tôi luyện qua bên kia thiệt á. Trường Giang lại làm mời, hãy bóc tách cái đám bông kia ra đi, mình sẽ nhìn thấy một xe trái cây. Bóc tách cái đám bông kia ra đi, mình sẽ nhìn thấy một xe trái cây. Hãy đứng lên để chứng tỏ mình không phải là người lép đi cưng. Giang đứng lên. Mình ôm nhau thống thiết cái cây. Nhã Phương không thích điều này. Nhã Phương ơi, Nhã Phương không thích điều này. Ta đừng nói. Nhã Phương không thích điều này. Phương ơi, em tha lỗi cho chị. Tại vì Nhã Phương ơi, tại vì chồng em kích bác chị. Ôm bác xíu chặt đi em. Chặt đi. Nhã Phương không thích điều này. Ông cao 1m8 là hú hồn rồi, ông cao 1m85. Cải thiện đi nơi giống rồi còn gì. Trời ơi, cái gì? Nè, em nói cái câu, nghe. Cái câu mà đau nhất là câu bên đây nè, phải không tôi? Không sao. Em bán dao Thái Lan cho bà chịu quá Tiên. Xin lỗi Nguyễn Minh Trí. Tóc Tiên không sao cả, hôm nay em là khách, chị sẽ lịch sự với em. Bỏ qua. Anh à, khi nào mà đám cưới anh, em xin lỗi, em sẽ không mừng phong bì, em sẽ tặng anh sữa canxi để cho anh đẻ con ra uống canxi nhiều nha. Okay. Yên tâm đi, sau này tôi lấy những người cao như Thóc Tiên là đẻ con dài hả? Anh nghĩ những người như vậy có nghĩa là Nhã Phương không có cửa. Tôi nói rồi, Nhã Phương không thích điều này. Lát tôi sẽ đăng lên Facebook, Trường Giang khẳng định lấy người cao cỡ Thóc Tiên, ngoài ra không lấy. Thôi, tiếp tục chương trình. Riêng về chị Thị, không làm gì hết, em vẫn mời em bình thường. Tại vì hồi xưa lúc em cũng đi học á, cái biên tập viên nữ duy nhất là truyền hình mà em mê á, là chị Thị. Mến là mến mộ. Mê luôn, yêu luôn. Đẹp. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. I wanna stay with you. With you. I love the way that you. Quá, em nói thật mà, tại vì em với đàn em nói thật lòng, lúc em rất là mê chị. Thôi bây giờ cưng nuốt xong nè, nói về đi bên đây người ta thèm, nuốt rồi nói. Nha, không có chép miệng. Giáo bộ đó. Tại vì cái thời mà tụi em học trường á là cái chương trình của nhà nước là đang mình mạnh lắm, khủng luôn. Trung xanh, trung xanh. Em có hai kỷ niệm buồn với chị Võ Thùy. Sao vậy? Thứ nhất là khi mẹ bắt đầu thích chị ở trên TV á, là cái buồn thứ nhất. Tại vì lúc đó em chưa phải là nghệ sĩ nên chắc chắn sẽ không có cơ hội gặp. Lần thứ hai là khi em làm nghệ sĩ rồi và em có gặp chị một lần, thì lúc đó chị đang làm chương trình, chị chạy ra chị lui ấy, mà lúc đó em hụt hận. Nó tại sao ngày xưa đẹp mà bây giờ lại mập như vậy, lại mập như vậy. Thiệt, em nói thật lòng. Đi về. Nhưng mà dù chị có mập, chị cũng rất là đẹp. Rất là đẹp. Ngon lắm, bánh thì ngon lắm.
Thơm thiệt. Ngon lắm, ăn thử đi. It's been so cold since you have been gone. Like I was told. Có hai nỗi buồn. Thôi, đổ anh nha. Em đã có hai nỗi buồn với chị Đỗ Thị rồi. Em nghĩ rằng mình sẽ về nhà của ai? Có nhắm trước chưa? Hồi nãy nói là nhà. Lẹ đi em, lẹ đi, lẹ đi. Người ta ho hết trơn rồi kìa. Nếu là phụ nữ thì mắc mới gì không yêu. Nếu là phụ nữ thì mắc mới gì không yêu. Có lẽ tôi chưa gặp được người ta. Còn riêng về cô nàng bánh ngon, đối với cổ nói tiếng nước ngoài cũng như ăn bánh tráng trộn được. Cổ rất là thoải mái trong việc. Sao tại sao lại phải nói bánh tráng trộn? Anh có ý gì ở đây? Thì đó, bạn là thích ăn bánh tráng trộn. Ngày xưa là Nhã Phương là bán bánh tráng trộn đó. Nên nó phải có ý đồ trong đó. Thấy chưa, chứ đâu nó phải đơn giản. Tự nhiên lấy bánh tráng trộn ăn xoài lắc cũng được hay là cái gì mà tự nhiên bánh tráng trộn. Công nhận nha, em mất trí nhớ thường xuyên mà chỗ này thì em nhớ dai dễ sao đúng rồi đó. Ủa? Bé Phương nào có bán bánh tráng gì? Ủa người ta nổi. Tôi nói vậy là khủng phàng quá anh ơi, nghề nghiệp ngày xưa cũng báo đăng rồi. Báo đăng luôn rồi. Đăng gì? Báo đăng là ngày xưa Nhã Phương bán bánh tráng trộn rồi. Có đăng. Đó, thôi nói chung là em hiểu được lòng anh rồi. Ở đây ai cũng đọc á, giờ có mình Trường Giang là không đọc thôi. Hơi hợp. Đây, đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Đàn. Gì nữa? Mỗi người có một hình tượng hướng tới. Ngày hôm nay phong cách này nè, là nhìn anh thấy giống ai? Giống ai? Phạm Hương. Bạn hãy đoán xem Tóc Tiên đang nghĩ gì. Tóc Tiên nói là đợi mấy tiếng để quay, giờ ra đây không đợi nữa. Trời, anh Giang, anh hiểu Tiên vậy luôn sao? Bởi vì nãy giờ anh thấy em đâu có cần phải mở lời một lời nào đâu. Anh Giang là nói giùm em hết rồi, giống như là người đại diện cho Tóc Tiên vậy đó. Anh Trăng nói hộ lòng tôi.